Phượng Hành xin chào tất cả các bạn đang cùng đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Các bạn thân mến, Festival Huế 2016 đã khép lại, nhưng có lẽ trong lòng chúng ta vẫn còn rất nhiều ấn tượng. Đó không chỉ là dịp những người trẻ được thưởng thức nghệ thuật, sống trong không khí rộn ràng của thành phố Festival, mà hơn hết là được đến gần hơn với những giá trị văn hóa đẹp của vùng đất cổ đô và các quốc gia khác trên thế giới. Chương trình Nhịp sống trẻ số này, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng từ chương trình Festival Huế 2016. Một bạn trẻ cùng làm quen với nhóm bạn của nhóm truyền thông Festival Huế 2016. Một cặp nam trẻ làm vài hình ảnh về lễ hội chợ quê ngày hội. Những hình ảnh lung linh từ chương trình Đêm Hoàng Cung sẽ có trong clip ở một phòng kính đa công. Cuối cùng là cảm nhận của giới trẻ về Festival Huế 2016 có trong một góc nhìn trẻ sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Festival Huế 2016 đã thực sự để lại những cảm xúc đẹp, những ấn tượng đẹp trong lòng người dân Huế và cả du khách bạn bè gần xa. Đối với những người trẻ tuổi trong nhóm truyền thông Festival Huế của Trường Đại học Khoa học Huế, đó là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm công việc làm báo. Sông sáo nhanh nhẹn và tích cực phản ảnh những hoạt động của Festival Huế 2016 đến với khán giả, độc giả là những hình ảnh của các bạn trẻ này. Đó là cách mà những người trẻ dành tình yêu cho Huế, cho Festival. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với những người bạn năng động qua một bạn trẻ. Đại nội Huế một sáng trong tuần lễ Festival. Những bạn trẻ trong nhóm truyền thông Festival Huế đang tác nghiệp. Hầu hết là sinh viên của khoa báo chí truyền thông Trường Đại học Khoa học Huế. 30 bạn trẻ được phân thành 3 nhóm, nhóm viết tin bài, nhóm bảo ảnh và nhóm sản xuất video. Nhóm truyền thông video thì đã đem lại cho mình rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là đó là những cái vấn đề đã đưa lại cho Festival có những cái khoảnh khắc, có những cái thước phim rất là đẹp để quảng bá cho riêng, không riêng gì trong nước còn lại quốc tế. Công việc thực sự của mình khi được là một cộng tác viên của trang thông tin điện tử Huế Festival là chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc theo chân các sự kiện để gửi cho ban biên tập đăng lên trang Huế thông tin Festival. Bắt đầu công tác truyền thông trước Festival Huế 2016 khoảng một tháng, những người bạn này đã lên kế hoạch thực hiện tin bài, phỏng sự cho trước, trong và cả sau Festival một cách chu đáo. Clip quảng bá du lịch Huế mang tên Hẹn gặp lại ở Festival Huế 2016, một phim ngắn hơn 4 phút do nhóm lên ý tưởng thực hiện, được người xem đón nhận tích cực khi liên tục được chia sẻ qua các trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Từ khâu lên kịch bản, đạo diễn, tìm diễn viên, quay phim và hậu kỳ đều được các bạn thực hiện cẩn thận. Dù chỉ là những nhà làm phim nghiệp dư lần đầu sản xuất, nhưng sản phẩm cho thấy sự đầu tư công sức và khả năng sáng tạo nghệ thuật của các bạn sinh viên. Tham gia nhóm truyền thông Festival Huế 2016 là cơ hội để những người trẻ, đặc biệt là những sinh viên báo chí, có được một cái nhìn toàn diện hơn về nghề, đồng thời được thử sức ở lĩnh vực mà mình đã chọn. Việc bài báo online cô đọng nhưng đủ thông tin, chụp những bức hình nghệ thuật nhưng có tính chất báo chí, hay quay video với ngôn ngữ hình có sự thể hiện, là những điều được học, được đọc nhiều, nay mới có dịp thực hành. Thì qua đây mình cũng có được nhận được một cái rất là đặc biệt, đó là kinh nghiệm để sau này chúng mình có thể ra đời, có thể làm được với công việc của mình. Những gì mà mình nhận được khi tham gia chương trình này là những kinh nghiệm, những bài học quý báu mà trong quá trình tác nghiệp mình có được, đồng thời là những kinh nghiệm của các anh chị đã hướng dẫn mình. Đến với nhóm truyền thông Festival Huế 2016 từ chỉnh niềm đam mê trong lĩnh vực báo chí, những người bạn này đã có hơn một tháng cùng nhau làm việc. Những hoạt động, bài viết, video đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử huefestival.com đã phần nào cung cấp cho du khách những tin tức về Festival Huế 2016. Từ những lễ hội, triển lãm, sự kiện lớn nhỏ trong festival cho đến những cảm nhận của du khách tham dự được các bạn cập nhật liên tục trong những ngày diễn ra lễ hội.
Cùng với đội ngũ báo chí, nhóm truyền thông cũng đã đóng góp một phần không nhỏ để quảng bá hình ảnh du lịch Huế đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Dù gặp khó khăn khi mới tập tành làm báo, những bạn trẻ này luôn cố gắng hoàn thành tin bài được phân công theo đúng thời gian quy định. Khó khăn mà mình gặp phải trong festival lần này đó, mình là một người ở tỉnh khác nên địa bàn ở đây mình cũng nắm không rõ, nên các sự kiện diễn ra thì mình phải tìm kiếm đường này hơi lâu. Và quá trình đi chụp hình và lấy tin thì phóng viên và người xem thì rất đông, nên mình khó tiếp cận. Và thông qua đó thì mình rút ra được những kinh nghiệm và bài học cho để sau này ra trường có thể làm tốt công việc của mình hơn. Vừa là những phóng viên tập sự, nhóm bạn truyền thông Festival Huế đồng thời cũng là những tình nguyện viên festival nhiệt tình tiếp cận và giúp đỡ thông tin cho du khách trong những trường hợp cần thiết. Tình nguyện cống hiến sức trẻ để Festival Huế đẹp hơn trong mắt bạn bè đến với cổ đô, đồng thời đó cũng là dịp cho những người trẻ được trải nghiệm Festival Huế trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Chợ quê ngày hội là một chương trình quen thuộc ở các kỳ Festival Huế. Ở Festival Huế 2016, chương trình này đã thu hút được hàng vạn du khách, người dân đến tham gia, trải nghiệm và khám phá. Bạn có thể cảm nhận không khí của một phiên chợ quê dân dã ấm áp và vô cùng thú vị nơi đây. Cầm đăng tải số này, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp và ấn tượng của chợ quê ngày hội. Chợ quê ngày hội diễn ra vào mỗi kỳ Festival Huế dường như đã trở thành một điểm đến quen thuộc và tạo nhiều dấu ấn trong lòng du khách gần xa, đặc biệt là giới trẻ. Đây là một hoạt động tái hiện không gian xưa vốn có của chợ quê, thể hiện nét truyền thống của cả hoạt động mua bán của vùng nông thôn. Lễ hội chợ quê ngày hội Cầu Ngói Thanh Toàn diễn ra 2 năm một lần theo ở trong chuỗi hoạt động của Festival Huế. Với những ý nghĩa ở trong quá trình hoạt động của lễ hội chợ quê ngày hội là diễn tả lại những cảnh sống của đời thường của nhân dân trong buôn bán những cái món đặc sản của quê hương, rồi là trưng bày những cái hàng nông cụ để tái hiện lại những cái hình ảnh xưa của bà con nhân dân sống trên địa bàn tại của Thủy Thanh Hương Thủy. Nhịp sống hiện đại, những phong tục tập quán sinh hoạt của những vùng quê dường như đang dần mai một. Thế nên, đến với lễ hội này, ngoài được vui chơi giải trí, những người trẻ còn được chứng kiến, trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị. Đây là lần đầu tiên mình đến với ngày hội này và đến đây thì mình thấy rất là đẹp và thấy lạ nữa. Tại vì có nhiều cái là mình trước giờ bây giờ lần đầu tiên mình mới nhìn thấy. Hôm nay đến đây được chứng kiến những cảnh rất là bình dị về chợ quê thì em thấy rất là thú vị. Đến với lễ hội, du khách và cả bạn trẻ đều bị cuốn hút bởi những hình ảnh gần gũi thân thương của các chị các mẹ. Trên những chiếc thuyền nan hay đôi quan gạch chịu nan này là những sản vật mang dấu ấn riêng của nhiều miền quê nơi đây. Được tham quan các di tích lịch sử văn hóa hay trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống như đua ghe câu, hội bài chòi và những hoạt động gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân địa phương như xay lúa, giã gạo, chăm nón, gọi bánh tét, bánh nầm, bánh lọc, khiến cho du khách và đặc biệt là những người trẻ cảm nhận mình thực sự là chủ thể của lễ hội. Cảm xúc của mình đó rất là vinh dự và đặc biệt là rất là vui và cảm thấy rất là phấn khởi. Và mỗi lần mà đến với kỳ festival này diễn ra thì mình là cảm thấy rất là háo hức. Là một người trẻ tuổi khi đến với ngày hội quê hôm nay thì mình cảm thấy rất là đông vui, náo nhiệt, không khí rất là sôi nổi. Và phải nói là đây một ngày hội rất là vui và đậm chất Festival Huế 2016. Những món ẩm thực quê là điểm nhấn không thể thiếu của chợ quê ngày hội. Chỉ là những món ăn dân dã như xôi thịt thon, cơm muối xả, bánh nầm, bánh lọc, bánh canh cà lóc, thế nhưng lại mang đậm hương vị của một miền quê xứ Huế.
Du khách bạn bè phương xa dường như yêu Huế hơn và hiểu hơn một nét văn hóa Huế khi thưởng thức vài món ăn bình dị ở không gian ẩm thực này. Qua cảm nhận của mình thì món ăn ở đây rất dân dã, ngon và đậm đà bản sắc của người Huế ở đây ạ. Chợ quê ngày hồi cầu ngõ Thanh Toàn là một điểm đến để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng du khách bốn phương và cả những người trẻ trong những ngày lễ hội Festival Huế 2016. Một phiên chợ đậm chất mộc mạc và dân dã của một miền quê thanh bình bên con sông Như Ý Hiền Hòa. Đi chợ quê ngày hồi, người trẻ dường như tìm thấy cảm giác yên bình thoải mái. Ở đó, họ được hiểu hơn về đời sống của một vùng quê thanh bình ẩm cúng. Cũng có thể cảm nhận sự hồi hạ tấp nập của những phiên chợ vào mỗi sớm mai. Cảm giác như được trở về với chính quê hương mình, nơi gắn với tuổi thơ mà cứ tưởng chỉ còn trong ký ức qua những câu chuyện kể của bà, của mẹ. Và đó cũng chính là một nét hấp dẫn của Festival Huế 2016 trong mắt những người trẻ tuổi. Để với Festival Huế 2016, những người trẻ có cơ hội để khám phá vẻ đẹp văn hóa Huế để hiểu hơn về vùng đất cổ đô. Chương trình Đêm Hoàng Cung ở Festival Huế 2016 luôn thu hút các du khách bởi những sắc màu ánh sáng và trình diễn nghệ thuật. Những nét sinh hoạt văn hóa tinh hoa và lạ lẫm trong cẩm thanh triều nguyện đã được tái hiện lại qua Đêm Hoàng Cung. Các bạn có thể chứng kiến được những nghi lễ như lễ đổi gác hay là lễ mở cổng và không gian tiêu khiển của thú vui hoàng gia. Mục ống kính áp cao số này mời các bạn cùng đến với clip Đêm Hoàng Cung qua những góc máy của phóng viên Văn Thiện.
Festival Huế 2016 được xem là một bữa tiệc văn hóa lớn thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật trình diễn. Và có lẽ các bạn trẻ đã có nhiều điều bất ngờ thú vị, những niềm vui khi hòa mình vào những không gian triển lãm, trưng bày âm nhạc trong những ngày qua. Hãy cùng với Thùy Trang để về một góc nhìn trẻ ngay sau đây. Và chủ đề 710 năm tuần hoàn Phủ Xuân Thừa Thiên Huế, di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Huế 2016 với những ngày hội văn hóa nghệ thuật hấp dẫn vừa khép lại. Những người trẻ tuổi có những cảm xúc như thế nào khi sống trong những ngày sôi động này? Sau đây là một vài ý kiến chia sẻ. Huế đã trở nên rất là nhộn nhịp. Festival là một chương trình đặc biệt và được quy tụ rất nhiều đoàn nghệ thuật cũng như trên quốc tế. Đó sẽ là cơ hội cho người Huế cũng như du khách trong và ngoài nước đến đây gặp gỡ và giao lưu và tìm hiểu những nét truyền thống của Huế. Có rất nhiều là điều mình ấn tượng và trong đó là có các cái lễ hội mà với là các cái đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài, thì nhờ đó là mình biết được thêm về văn hóa cũng như là phong tục đặc trưng của những người nước đó. Mình ấn tượng nhất là lễ hội hip hop đường phố, bởi vì đây là một điều rất là mới, cũng là một cái văn hóa của thế giới được đem về Việt Nam và tại ngay cái kỳ lễ hội này để giới thiệu cho những người chưa biết về hip hop. Người ta sẽ nhìn thấy được cái thế nào là văn hóa hip hop. Năm nay là Festival Huế là có ẩm thực thể quốc tế và ẩm thực Nhật Bản, nhưng mà mình là khá ấn tượng với ẩm thực Nhật Bản. Ẩm thực Nhật Bản đa dạng. Bản thân mình cảm thấy rất là hào hứng khi mà được hòa mình vào không khí của lễ hội. Thông qua cái Festival Huế này thì mình có thể học hỏi và biết thêm được nhiều cái nét văn hóa đặc sắc truyền thống của mảnh đất cổ đô. Những người trẻ cảm thấy tự hào với ngày hội này bởi chính họ cũng được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hay sắp đặt. Và bây giờ thân mời các bạn hãy cùng góc nhìn trẻ đến với một vài khoảnh khắc ấn tượng của Festival Huế 2016 với giới trẻ. Công viên 3 tháng 2 những ngày Festival Huế 2016. Các thành viên nhóm nhảy X-Cloud đến từ thành phố Hồ Chí Minh đang luyện tập bài nhảy thật nhuần nhuyễn cho liên hoan hip hop đường phố quốc gia phiên bản 2016. Lần đầu tiên đến Huế, đến với Festival Huế, những bạn trẻ ở thành phố phương Nam cảm nhận được vẻ đẹp của Huế mộng mơ nhưng không kém phần sôi động bởi khá nhiều hoạt động dành cho giới trẻ trong Festival Huế 2016. Chính vì vậy, các dancer trẻ tuổi muốn cống hiến những bước nhảy thật đẹp mắt cho công chúng, người thưởng ngoạn trong liên hoan. I love Festival Huế! Đây là lần đầu tiên nhóm X-Cloud tụi mình đến với Festival ở Huế và tham gia cuộc thi Urban Jam, và thực sự thì cảm giác của tụi mình cũng rất là phấn khích và cũng tập luyện khá là nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến với Festival ở Huế và cảm nhận là mình thấy rất là sôi động, rất là nhiều người ở khắp nơi đổ về Huế của mình, và thực sự là quá rất là nhiều cái sự kiện được diễn ra ở trong một cái thành phố như vậy. Với những người trẻ tuổi, Festival Huế 2016 là một cơ hội tuyệt vời để được khám phá những không gian triển lãm, trưng bày nghệ thuật đặc sắc. Không gian triển lãm poster cổ đồng chào mừng Festival Huế 2016 giúp người trẻ và du khách bốn phương có cái nhìn toàn diện hơn về các sự kiện trong những ngày lễ hội. Sinh viên ngành mỹ thuật ứng dụng, Đại học Nghệ thuật Huế đã gửi gắm tình cảm của mình dành cho Huế và Festival Huế qua hơn 50 tác phẩm cổ đồng được trưng bày triển lãm tại nhà kèn công viên 3 tháng 2. Xem tranh và chụp vài bức ảnh cũng là cách lưu lại những khoảnh khắc đẹp của festival kỳ này. Đây là triển lãm ảnh của các thành phố thuộc các quốc gia thành viên của Diễn đàn Hợp tác Đông Á Mỹ Latin FELAC với chủ đề Di sản văn hóa và phát triển bền vững. Người trẻ đến với triển lãm để hiểu hơn những đặc trưng văn hóa, di sản của các thành phố. Trải nghiệm này cũng giúp các bạn sinh viên nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, xây dựng bản sắc cũng như thương hiệu thành phố văn hóa. Với các bạn trẻ, những triển lãm nghệ thuật luôn mới, hấp dẫn và là điểm nhấn tuyệt vời qua nhiều kỳ Festival Huế. Đây cũng là một cái cơ hội để mình có thể là xem được các cái tác phẩm về tranh ảnh và các cái tác phẩm về nhiếp ảnh. Đối với đặc thù là một sinh viên mỹ thuật thì mình cũng có tham dự một số triển lãm nhỏ, và cảm nhận của mình về các triển lãm này rất là tốt, bởi vì nó qua đó nó giúp mình xem lại các cái giá trị truyền thống của dân tộc của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. Không gian triển lãm diều luôn cuốn hút rất đông các bạn trẻ trong Festival Huế 2016. Hơn 200 con diều đến từ các câu lạc bộ diều trên khắp mọi miền đất nước đã tụ hội về đây, tạo nên một sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng cũng như bản sắc của mỗi vùng miền. Người trẻ thích thú khi được chiêm ngưỡng những con diều được thực hiện bằng phương pháp thủ công trên chất liệu truyền thống như tre, vải và giấy.
riêng diều Huế là được chế tác với mô típ cổ điển cung đình xưa, mang đặc trưng độc đáo, ấn tượng. Thả diều là thú chơi bình dị, tao nhã, gợi nhắc tuổi thơ bình yên của bao người. Cảnh diều còn là biểu tượng của sự thanh bình, tự do và khát vọng, ước mơ vươn cao trong cuộc sống. Những cảnh diều đủ kiểu dáng góp thêm chút sắc màu cho bức tranh Festival Huế 2016. Đến với không gian trưng bày diều thì mình lại thấy là nó là một nơi rất là yên tĩnh, nó cũng là rất là thơ mộng, rất đúng chất Huế. Diều thì mình cũng không có tìm hiểu nhiều cho lắm, nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là đẹp và rất là uyển chuyển, mềm mại theo cái đúng cái cách mà đặc trưng của Huế. Festival Huế 2016 chính là một bữa tiệc văn hóa, nghệ thuật đặc biệt, nơi những người trẻ hiểu hơn, thấm đậm hơn những giá trị văn hóa đẹp của Huế, của Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nơi người trẻ tuổi thoải mái hòa mình với những chương trình âm nhạc tuyệt vời, gặp gỡ những nghệ sĩ biểu diễn trong nước và quốc tế. Đó chính là một trải nghiệm chỉ có được trong các kỳ Festival Huế. Festival rất là đa dạng và mình cảm thấy đây là cơ hội duy nhất cho mình để có thể được tham gia tất cả những cái chương trình văn hóa, cảm giác bước chân xuống phố là có thể nghe, có thể tham gia những chương trình văn hóa nghệ thuật, và thực sự là một cái Huế thật là mộng mơ và thực sự là đã mang làm cho mình thêm yêu nghệ thuật và yêu văn hóa hơn. Khám phá nghệ thuật các nước, tham gia các chương trình biểu diễn, trải nghiệm những điều mới mẻ, tìm hiểu văn hóa các châu lục, gặp gỡ hơn 2.000 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, chiêm ngưỡng những màn nghệ thuật độc đáo. Tất cả sẽ trở thành những khoảnh khắc đẹp của các bạn trẻ ở Festival Huế 2016. Những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui. Festival Huế 2016 thực sự là ngày hội văn hóa, khơi gợi tình yêu dành cho Huế, dành cho những bản sắc riêng biệt. Với những người trẻ, chắc chắn họ đã có được những cảm xúc đặc biệt, tìm thấy được nhiều niềm vui trong những ngày hội này. Các bạn vừa đến với những hình ảnh đẹp và đáng nhớ ở Festival Huế 2016. Những trải nghiệm văn hóa có được khi hòa mình vào các chương trình văn hóa nghệ thuật, những lễ hội đặc sắc của festival năm nay là điều thú vị nhất. Chương trình nhịp sống đẹp cũng khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.